ở tập trước. Bố, sao bố lại đưa con đến đây? Tôi vô cùng tò mò. Bố sẽ cho con xem thứ mà tối qua lão Ngô đã lấy đi. Bố tôi nói xong tay cầm cái sảng đào ngôi mộ lên. Sau khi đào đến độ sâu khoảng nửa mét, tôi nghe thấy tiếng rầm một cái, lộ ra một chiếc quan tài. Tôi vội vàng tiến tới để giúp bố. Tôi nhấc tấm ván quan tài lên. Bên trong là một cái túi vải tương tự như cái mà lão Ngô đã lấy đi tối qua. Bố, đây là... Tôi vô cùng ngạc nhiên. Nói thật với con, đây là trái tim của ông nội con. Lúc này, bố tôi lấy túi vải ra, vẻ mặt nghiêm trọng. Khi tôi nghe xong, tôi vô cùng bàng hoàng. Trái tim ư, sao lại có thể như vậy? Ông nội đã chết nhiều năm rồi, sao lại chôn tim ông nội ở đây? Hơn nữa, bao nhiêu năm như vậy đáng nhẽ phải phân hủy hết rồi chứ? Tôi dường như hiểu ra điều gì đó và đột nhiên nhớ ra một chuyện được lưu truyền giữa những người săn dầu xác chết. Là khi ông tôi đào được một xác chết dầu ở vùng Tây Bắc. Lúc đó rất phổ biến, do người khác có ý đồ trộm cắp nên ông tôi đã uống dầu của xác chết. Bố, lẽ nào có liên quan đến chuyện năm đó ạ? Tôi hỏi. Đúng vậy, dầu tử thi nuôi sống trái tim. Sau khi ông nội mất, ông đã yêu cầu chôn cất trái tim. Bao nhiêu năm như vậy, bố sợ có kẻ trộm nên cố ý chôn ở đây. Bố tôi nói. Nghe xong, tôi ngay lập tức hiểu ra. Hóa ra thứ mà lão Ngô lấy đi ngày hôm qua hóa ra chỉ là đồ giả. Phải nói rằng bố tôi quá cẩn thận. Bố giao chiếc túi vải ra. Tôi hơi run, hỏi bố. Bố đưa con làm gì à? Tôi hỏi. Con hãy giữ cho nó an toàn. Thứ này có thể cứu mạng của con ở thời khắc quan trọng. Mặt bố nghiêm nghị. Thật lòng mà nói, sẽ rất khó nếu mang một trái tim bên mình. Nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó. Tôi nghĩ đến lão Ngô, tên này phải làm sao đây? Chẳng nhẽ cứ thế mà biến mất. May mắn thay, bố tôi đã hiểu. Khi trở về, ông ấy lấy trong nhà ra một tấm vải liệm. Đêm nay, con có thể đi cứu lão Ngô. Đêm đó, bố tôi tìm thấy một chiếc xe lừa của làng. Một tấm chiếu rơm sườn sách được đặt trên đó để tôi nằm và đắp khăn liệm. Sau đó ông bôi dầu xác chó đen lên tấm vải liệm. Sau đó trên xe đặt một chiếc đèn lồng đỏ và một chai dầu xác chó, treo một chuỗi chuông tam thanh. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, bố tôi cười nói. Phải thông thạo công việc của người săn dầu, đêm nay phải dựa vào con rồi. Ngay lập tức, bố tôi đánh cho con lừa một phát, chiếc xe gỗ lắc lư chạy về phía ngoài làng. Tôi đã rất lo lắng trên đường đi. Dầu chó trên người tôi rất trơn nhờn và có mùi khét. Có điều cả một quãng đường dài tôi khá mệt và tôi dần ngủ thiếp đi trên xe. Tôi đã rất lo lắng trên đường đi. Dầu chó trên người tôi rất nhờn và có mùi khét. Có điều cả một quãng đường dài tôi khá mệt và tôi dần ngủ thiếp đi trên xe. Xe lừa quá cứng. Cái xe này khiến tôi rất đau lưng. Cũng may là bố không đi theo. Tôi nghiến răng ngóc đầu dậy nhìn xung quanh rồi sau đó ngồi dậy. Xung quanh là một khu rừng tre. Tôi ngạc nhiên khi xe lừa dừng lại ngoài rừng trúc. Tôi khá là bất ngờ. Nơi này không phải là nơi đầu khỉ sống sao. Một vùng rừng núi hẻo lánh cách làng hàng chục dặm. Tôi rùng mình, con lừa đạp hai lần như không muốn đi vào. Tôi nguyền rủa chửi lớn. Con lừa này, ngươi biết rằng phía trước có nguy hiểm trong đó nên không vào. Trong cơn tuyệt vọng, tôi phải lấy khăn liệm rồi cầm chiếc đèn lồng đỏ lên. Tôi hơi sợ hãi liếc nhìn cái đầu khỉ, rồi nuốt nước bọt. Sau đó tôi đứng dậy và đi vào trong. Sau khi tôi vào rừng, tôi phát hiện ra có một khoảng đất trống, trên mặt đất đầy tre được chặt. Sau nhiều năm chẳng nhẽ tre lại không mọc lại là điều rất lạ. Nhưng điều khiến tôi thực sự kinh hãi là có những mảnh da người treo xung quanh bãi đất trống. Không, chính xác thì nó phải là da khỉ. Đại khái, có khoảng 18 miếng da khỉ treo xung quanh, tóc đã bị lột sạch và rỉ máu. Đôi mắt trống rỗng nhìn tôi. Lần này, tôi sợ đến mức chân run lên, hình như da khỉ vừa mới được treo lên, rỉ máu xuống đất. Sau khi xem xét cẩn thận, tôi hét lên, lão Ngô, ông đang ở đâu? Trong khu rừng không có một tiếng phản hồi, gió u ám đang thổi. Tôi do dự, có phải bố tôi nhầm lẫn gì không? Tôi nhẫn nại gọi thêm hai lần, nhưng không ai trả lời. Vào lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy một trận cười rộ lên, rất đáng sợ. Tôi nổi da gà khắp người. Là ai? Tiểu Lục, là ta, mau tới cứu ta. Đó là giọng lão Ngô đang... Tôi vội nhìn lên và thấy lão Ngô đang ngồi trên cây tre như một con khỉ. Trên người anh vẫn còn nguyên tấm da khỉ. Lão Ngô, tôi tới đây. Tôi vội vàng lấy ra con dao tre đỏ muốn lao lên. Nhưng lão Ngô dường như không thể đợi thêm được nữa. Lão đột nhiên xông lên, nhéo nhéo hai tay và muốn bóp cổ tôi. Thấy vậy, tôi vội vàng né tránh. Khi tôi bắt đầu, tốc độ của lão rất nhanh và linh hoạt. Lão quay lại, đâm sầm vào tôi và nhảy lên lưng tôi. Tiểu Lục, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, đừng đi. Lão Ngô giống như một con bạch tuộc ôm chặt lấy tôi không buông.
Đồ điên, mau thả tôi ra. Tôi đập mạnh vào cổ tay Lão Ngô, nhưng Lão Ngô chỉ cười lớn. Tiểu Lục, cậu từ nhỏ đã không đánh thắng tôi. Không có tác dụng đâu. Quả thật đúng là như vậy. Lão Ngô tuy xấu trai nhưng lại rất khỏe, là một tay cừ khôi trong làng. Lão Ngô không chịu buông tôi ra, tôi cũng hoảng sợ. Đồng thời, tôi cảm thấy da khỉ trên người lão đang co rúm lại, như thể hắn muốn leo lên. Cơ thể hắn đột nhiên bị thiêu đốt, trong tích tắc, toàn bộ da khỉ lập tức cháy rụi. Tôi sợ tới mức vội vàng cởi tấm vải liệm ra. Lão Ngô lúc này cũng hét lên một tiếng, dường như lão đã tỉnh lại. Sau khi nhìn thấy cảnh này, lão run rẩy nói, Tiểu Lục, chuyện này. Anh Ngô, mau chạy đi. Vừa quay đầu lại, tôi nhìn thấy trên đầu da khỉ đều đang rung lên. Trên da khỉ có mấy con bọ đen đang bò lên. Nếu tôi đoán không nhầm, đây là thứ điều khiển da khỉ. Nghe nói, ở phía Tây Nam có những tên đầu cơ thao túng da người. Bọn họ dùng một loại bọ gì đó để đi hại người. Xung quanh chìm vào bóng tối. Lúc này, 18 tấm da khỉ bắt đầu rung chuyển, lần lượt bay qua, giống như 18 con ma. Lão Ngô lo lắng nói, Tiểu Lục, dùng dầu xác chó đi. Tôi nghe xong có chút hoảng sợ, ngay khi vừa nghe thấy Lão Ngô nói. Đầu tôi nảy số ngay tôi vội vàng lấy trong túi ra một que diêm, đốt đèn lồng để tận dụng tia sáng cuối cùng. Từ đằng sau, tên da khỉ đuổi theo và bắt kịp chúng tôi. Và lúc nguy cấp, Lão Ngô ngẩng đầu hét lớn, nếu ngươi dám động đến ta, lão tử sẽ liều mạng với ngươi. Nói xong, Lão Ngô bẻ một cành tre, đánh nhau với chúng. Tôi vội vàng chạy ra ngoài, xe lửa vẫn đứng đó. Tôi nhanh chóng lấy cái lọ và chạy về phía Lão Ngô. 18 tên da khỉ đều đã ở đây, một mình Lão Ngô không thể chống chọi với nó. Tôi lập tức mở cái lọ, Lão Ngô liền bôi dầu xác chó lên cành cây, sau đó đánh vào chúng. Một vài tiếng nổ phát ra, tấm da khỉ lập tức bị đập tan thành từng mảnh, thậm chí còn bị đốt cháy. Lão Ngô vừa đánh vừa chửi những tên đó. Tôi sợ lão sẽ gặp nguy hiểm, giục lão nhanh chóng rút lui khỏi rừng và chạy ra bên ngoài. Ra đến chỗ xe lửa, Lão Ngô dừng lại, quay đầu thở dốc nói, Tiểu Lục, cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, tôi đã chết trong đó rồi. Tôi cười một cách đau khổ, nói, hai chúng ta là ai chứ? Lần trước không phải anh cũng giúp tôi cứu bố tôi sao? Lão Ngô cười ha hả, trời tối rồi. Chúng tôi không muốn ở đây lâu nữa nên vội vàng lên xe lừa rời đi. Cả đường đi, tuy rằng lão mê sảng, nhưng cũng biết mình bị người khác thao túng. Lão nói, tối hôm qua sau khi giao cái túi vải cho một người phụ nữ thì đã bị bắt trong rừng trúc. Tôi vô cùng hoang mang. Một người phụ nữ, chuyện này rất kỳ lạ. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng là âm mưu của chú Trương. Sau khi về thôn, Lão Ngô nói mau quay về ngủ một giấc thật ngon, tôi cũng về nhà sớm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy bố mẹ đang thu dọn đồ đạc, vừa nhìn thấy tôi liền nói, Tiểu Lục, bố cùng mẹ con lên tỉnh một chuyến, con ở nhà một mình nhé. Có phải bố mẹ đi bán dầu không ạ? Cha tôi gật đầu. Dù nhà chúng ta có xảy ra chuyện gì thì vẫn phải làm việc kiếm sống. Tất nhiên tôi biết điều này, nhưng điều tôi không ngờ là 5 ngày sau, có tin tức từ trên tỉnh gửi về, bố mẹ tôi đã bị bắt rồi. Tập này đến đây là hết. Mong các bạn nhấn like, bình luận và chia sẻ. Tập sau sẽ đặc sắc hơn. Bùm bùm chiếu chiếu.